Kính bạch sư, con thỉnh tượng bảy vị Phật quá khứ theo kinh Đại Duyên để tự thờ ở tại gia và cúng dường tượng lên chùa Bắc Truyền. Trụ trì và Phật tử đều rất hoan hỷ và đã dành riêng một nơi trong chánh điện để thờ các vị Phật quá khứ. Sư cho hỏi việc tự thỉnh tượng và thờ tại gia có được xem là cúng dường tượng không? Giữa hai việc thờ tại gia và cúng dường lên chùa thì việc nào cho nhiều phước thiện hơn và những quả báo là gì? Thì xin thưa với quý vị á, thờ Phật là có phước, mà cúng dường thì nó cũng có phước. Mỗi một loại thì nó cho cái kiểu phước khác nhau. Mình không thể nào mình so sánh là cái nào nó hơn cái nào. Vì mỗi cái có cái ưu và cái có cái ưu điểm riêng. Tại vì thiện pháp thì mình không thể nào mình nói cái khuyết được, mà nó chỉ có những cái ưu điểm thôi. Tùy ví dụ như cái việc mình tự mình thờ thì mình sẽ phát triển cái tính tâm đối với Tam Bảo. Đó là chưa kể khi mà mình thờ như vậy có nhiều cái phước khác phát sinh, như là chăm sóc bàn thờ nè, rồi mình cúng dường nè, rồi mình tụng kinh trước bàn thờ, mình lễ lạy, mình cung kính nè. Nó có nhiều cái phước đó. Còn khi mà mình cúng dường cái tượng cho người khác thì mình được cái phước bố thí, mà cái bố thí này là bố thí tượng để cho người khác có chỗ để tôn thờ, thì nó sẽ cho cái quả phước bố thí. Thành ra đó, hai cái đều có phước hết, và không có thể nào mà nói là cái nào nó hơn cái nào. Chỉ mình thấy cái nào hoan hỷ thì mình làm cái đó thôi ha. Cái chuyện mà mình còn cái chuyện mình thờ Phật ấy, thì nó lại chia nhỏ ra nữa. Mỗi một cái hành động của mình đối với tượng Phật thì nó sẽ cho những cái quả báo khác nhau. Ví dụ như mình cung kính thì nó sẽ cho quả báo cung kính, đời sau là sanh vào cái gia tộc cao sang. Mình cúng dường thì cho cái quả báo bố thí cúng dường là được sự giàu sang, an lạc, vân vân. Rồi mình học kinh thì được cái quả báo về trí tuệ đó. Rồi hoặc là mình bố thí cái tượng đó cho người khác để người khác cũng có thể thực hành, thì mình cũng được cái phước, đó là cái phước bố thí. Rồi mình đi về cõi người, cõi trời, rồi mình lại có cái duyên đối với Tam Bảo, bởi vì mình cúng, mình bố thí là mình bố thí tượng Phật mà đó. Cho nên là phước thì mỗi thứ một loại ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, câu này á, hỏi thì tổng cộng một hỏi lớn có ba câu hỏi nhỏ. Thì nghe thì có vẻ nó cũng cần phải chia sẻ nhiều á, nhưng mà thật sự nha, tôi nói thú thật nha, nếu mà bản thân sư trả lời thì sư trả lời cũng y như Đức Thanh Tuệ thôi. Tại vì cái tính chất của nó, tính chất của câu này nè, tính chất của câu hỏi này nè, là cần cái kiến thức Phật pháp căn bản trong đó. Thưa quý vị, nếu quý vị có nắm vững được cái kiến thức Phật pháp căn bản, mà đặc biệt á, là Đức Thanh Tuệ á, có những cái bài giảng về kiến thức vung bồi cho quý vị kiến thức pháp căn bản, quý vị sẽ hiểu tự động, nói chung là tự động sẽ hiểu rồi, tự động hiểu là cái việc thỉnh tượng thờ tại gia là xem là có cúng dường tượng hay không, đúng không? Rồi giữa hai việc thờ tại gia và cúng dường lên chùa thì việc nào nhiều phước thiện hơn, rồi quả báo là gì. Những cái vấn đề này nó gọi là nó căn bản, thưa quý vị, nó căn bản, nó vỡ lòng, cho nên là Đức Thanh Tuệ trả lời là nó thực sự là hoàn toàn chính xác rồi. Chỉ có điều là như vậy nè, cái lời Đức Thanh Tuệ trả lời á, nếu mà quý vị có tham gia những lớp căn bản thì mới hiểu là cách trả lời đó, nó ẩn chứa trong trọng rất là nhiều cái sâu sắc trong trọng. Mà nếu mà mình không có kiến thức căn bản á, như Đức Thanh Tuệ nói,
Giống như là Đức Hạnh Phải nói là gì, từng cái hành động mình, từng động thiện mình, thì quan trọng cái hành động đó quý vị đang làm là cái gì, thì nó đưa nó lại phước tương ứng cái đó. À, chứ không mình không có thể hiểu là nó cái nào hơn cái nào hết. Cái đó mấu chốt quan trọng nha. Mặc dù câu này nói được, nó nghe thật nhiên rất là đơn giản, nhưng mà để hiểu thì hiểu câu đó là phải cần kiến thức căn bản vững thì mới hiểu được tại sao lại Đức Hạnh Tại nói như vậy. Cho nên là câu này Đức Hạnh Tại trả lời theo sư là rất là đầy đủ. Sư cũng muốn bổ sung cũng không có nhận bổ sung thêm, nó sẽ loãng thêm. À, cũng xin kết thúc câu trả lời này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.